Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bình luận một chút về bản đồ cấp độ Epic ở trên mặt trận San Francisco tháng 9 năm 2024. Ok. Rồi, trước khi bắt đầu tiếp video số 2 về bản đồ của cấp độ Epic này, chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về vị trí xuất phát của các liên minh ở vòng đấu số 1. Và sau cái quá trình trải qua vòng đấu số 1 khá là rõ ràng, chúng ta đã thấy là các liên minh bắt đầu xuất phát và phần chiến thuật của tất cả các liên minh đã được thể hiện dường như là giống với cái ý đồ mà mình đã truyền tải ở trong video clip số 1. Tuy nhiên là nó có một cái điểm sai một chút khi mà mình đã đánh giá sai sức mạnh của liên minh UKR đến từ S49. Khi mà đã dự đoán là họ sẽ nằm trong safe zone trước sức mạnh của KZK và FWZ. Nhưng thực tế thì cái câu chuyện diễn ra nó lại không đơn giản như vậy. Thì rõ ràng các bạn xem ở vòng đấu số 1 thì UKR đã thể hiện sức mạnh vượt trội của mình so với hai liên minh còn lại. Còn đối với cái mặt trận phía Tây thì S21 và 27NT dễ dàng đánh bại được liên minh 300 đến từ máy chủ thứ 34. Thì đây là những cái dự đoán của mình ở trong video clip số 1 ở vòng đầu tiên. Và thực tế thì 8 liên minh sau quá trình xây dựng ở vòng đấu số 1 thì đây là cái sơ đồ bố trí về làng mạc địa đồ của 8 liên minh hiện tại nó đang như thế này. Và chúng ta hãy chú ý vào 8 cái pháo đài cấp độ 1. Chỉ ngày mai thôi là chúng ta có thể được chiêm ngưỡng trận đánh này. Thì trước khi mà bắt đầu trận đánh, chúng ta sẽ cùng làm một cái bài khảo sát và phân tích nhỏ về vị trí chiến thuật của 8 liên minh, xem là ý đồ xuất phát của họ như thế nào nhé. Rồi, đây là dự đoán cho vòng 2. Mình sẽ phải làm lại một cái dự đoán khác, bởi vì vị trí chiến lược của tất cả 8 liên minh nó đã thay đổi rồi. Với cái địa hình như thế này thì khi mà mở pháo đài thì rõ ràng xét ở cánh bên tay trái trước là S40 và 300 sẽ tập trung lực lượng của họ ở bên phía pháo đài gần nhất đối với S40 và đẩy lên phía Bắc nhằm chiếm lấy các ngôi làng xung quanh nhà máy vũ khí ở phía Bắc này. Và nhiệm vụ của S21 cũng rất rõ ràng, họ sẽ đẩy quân từ pháo đài của họ xuống phía Nam. Và mình dự đoán cái mảng giao tranh lớn sẽ nằm ở gần với cái khu vực nhà máy vũ khí. Và đối với cái mặt trận bên tay trái này thì liên minh nào là người mà chiếm giữ được các mảnh đất ở gần nhà máy vũ khí nhất, có thể khả năng sẽ là những liên minh chiếm được lợi thế lớn ở trong vòng số 2 này. Còn ở mặt trận bên tay phải thì rõ ràng UKR sẽ lựa chọn pháo đài gần với S5 nhất có thể để họ tiến công nhằm giảm bớt được quãng thời gian di chuyển. Thì nhiệm vụ của họ rất đơn giản, chỉ là tiến lên phía Bắc và ngăn chặn S5 xây dựng được, chiếm lĩnh được cái pháo đài này. Và mình cũng đoán rằng là S5 và KZK họ sẽ tập trung lực lượng chính ở phần pháo đài phía Bắc này. Còn đối với FWZ thì họ sẽ có hai cái hướng tiến công. Một là đánh chiếm ra để lấy được cái nhà máy vũ khí. Hai là bơi theo cái con đường mà có mũi tên màu đỏ để đánh thẳng lên phía pháo đài của UKR. Và nhiệm vụ của UKR lúc này rất rõ ràng, một mặt tiến công nhưng mặt còn lại sẽ phải khe xem là có những chiếc xe tải nào của FWZ đang di chuyển hay không. Và những chiếc xe tải của KZK cũng có thể thò ra ở trong vùng an toàn đối với cái phần sau lưng của họ hay không. Vấn đề còn lại bây giờ sẽ là ở 27NT. Tất cả 7 liên minh còn lại họ đều có một cái mục tiêu rất rõ ràng cụ thể. Tuy nhiên đối với 27NT thì mình vẫn đang có một cái dấu hỏi là họ sẽ đánh ở mặt trận bên nào. Họ sẽ đánh ở cánh của 21 hay họ sẽ đánh ở cánh của S05. Ở đây thì do vị trí chiến lược cho nên là chúng ta đều thấy S27 đều có khả năng là tấn công theo hai đường khác nhau. Bên trái thì sẽ bơi theo cái pháo đài ở cao nhất xuống nhà máy vũ khí cùng với S21. Còn bên phải cũng sẽ lại phải bơi theo cái đường pháo đài ở góc cao nhất để xuống hỗ trợ cho S05 và KZK. Thì đối với cái kịch bản mà 27NT tập trung sang cánh phải nhiều hơn thì UKR một mình sẽ phải đấu với cả 4 liên minh. Đây cũng sẽ hứa hẹn là một trong số những cuộc chơi rất là khốc liệt. Và nếu như mà họ tạt sang cánh phải thì cánh trái dĩ nhiên chỉ còn có mỗi S21.
và S21 sẽ phải một mình chiến đấu chống lại cả S40 và 300, khả năng là sẽ là khó. Và thay vào đó thì mình nghĩ rằng là bên phía 27NT họ sẽ tập trung cái cánh bên trái để đẩy cùng với S21. Cho nên là trong giai đoạn đầu của cuộc chiến thì mình đoán là S27 họ sẽ tập trung lực lượng của họ vào phần cánh trái trước. Sau khi mà đã ổn định lực lượng ở bên cánh trái thì S27NT này sẽ chuyển sang cánh phải để hỗ trợ cho S05 và Kazika. Đấy là những cái lập luận của mình, nghe thì nó có vẻ hợp lý. Và đấy là toàn bộ những cái dự đoán của mình về cái vòng đấu số 2 này thôi. Và nếu như mà trong một kịch bản suôn sẻ, S21 có thể kiểm soát tốt 300 và S40 thì kèo đấu này hoàn toàn có thể dễ dàng chiến thắng. Bởi vì ở mặt trận bên tay phải này, UKR phải một mình đấu với 3 liên minh thì không rõ là với lực chiến của cả 3 liên minh gộp lại như thế này liệu có làm khó được UKR hay không. Thế nên là nếu như mà S21 có thể một mình kiểm soát được cả S300 và S40 thì khả năng là cái kèo đấu này sẽ là phần thắng sẽ nghiêng về phía phe 5. Còn nếu như mà S21 mà không thể kiểm soát tốt được S40 và 300 thì chúng ta lại phải đợi tiếp tục đến vòng đấu số 3 để xem kèo đấu nó sẽ như thế nào. Thì cái này sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong video clip số 3. Và anh em nghĩ như thế nào về bản đồ Epic mùa giải San Francisco lần này thì chúng ta hãy để lại ở phần bình luận. Các bạn cũng có thể để lại một cái phần dự đoán xem là ở vòng 2 liệu S21 sẽ giành chiến thắng hay S40 cộng với Liên minh 300 sẽ là người giành chiến thắng ở bên phía cánh trái. Còn bên phía cánh phải, liệu UKR có thể một mình đấu được 3 liên minh hay không, các bạn cũng sẽ để lại phần bình luận nhé. Rồi, còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở lúc 3 giờ chiều giờ Việt Nam hoặc là lúc 8 giờ UTC giờ UTC để chúng ta sẽ cùng xem trận đánh ở trên Epic này nó sẽ diễn ra như thế nào nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.